Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày mai, miền Bắc và miền Trung trời nắng, còn miền Nam thì tiếp tục mưa dông về chiều. Tại Hà Nội và một số nơi của miền Bắc như là Hòa Bình, Phú Thọ hay là Hải Dương thì nắng nóng 35-36 độ vẫn tiếp tục duy trì trong nhiều ngày tới. Còn lại các nơi khác sẽ trong khoảng từ 32 cho tới 34 độ. Mặc dù nắng diễn ra cả ngày, tuy nhiên về đêm, ở một số điểm của Hà Giang, Lào Cai vẫn có mưa vừa mưa to. Vì vậy mà người dân cần tiếp tục đề phòng tình trạng lũ quét, sạt lở, sụt lún đất. Còn dọc các tỉnh miền Trung, từ Thanh Hóa trở vào tới Bình Thuận, ngày mai nền nhiệt cao cũng sẽ duy trì, dao động trong khoảng từ 31 cho tới 35 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh thành phía Nam, trong ngày trời nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 cho tới 34 độ. Tuy nhiên, về chiều mưa dông lại quay trở lại, cục bộ có điểm mưa to. Mưa dông vào giờ tan tầm, vì vậy mà quý vị hãy đi thật chậm, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, khi thấy các hiện tượng cực đoan thì hãy nhanh chóng tìm chỗ trú ẩn an toàn và tuyệt đối thì không trú mưa dưới gốc cây và tránh xa các vật dụng bằng kim loại. Phần tiếp theo của bản tin là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực đồng bằng ven biển không mưa, ngày trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 3, nhiệt độ 26 đến 34 độ, độ ẩm 80 đến 90%. Khu vực trung du và vùng núi, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ 25 đến 35 độ, độ ẩm 75 đến 85%. Khu vực thành phố Vinh không mưa, ngày trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 27 đến 34 độ, độ ẩm 80 đến 85%. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư không mưa, ngày trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 3, nhiệt độ 26 đến 32 độ, độ ẩm 85 đến 90%. Kết thúc bản tin là dự báo thời tiết các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.